Nhưng mà đi dò để cho bài đấu này. Bộ bài pan. Rất cần đồ ăn. Đây rồi, bầy hiệu đã có. Sao anh Hồ Sĩ Hiếu nhỉ? À, đi hát xong không em ạ? Lại anh Quốc Anh vào gạ đi hát cày thế. Hôm nào gạ đi hát thì gạ đi uống bia ôm nữa. Đang thấy mình luận giải là cứ vào gạ đi hát với bia ôm liên tục thôi. Anh Quốc Anh cứ ảo rồi. Và bây giờ chim sẻ đang đưa về trong trận đấu này. Về đấu được cầm pan. Đã đi dò tìm đồ ăn. Em quê Ba Vì Hà Tây anh em ơi. Làm vòng đi dò. Mạnh Hào đang thất thủ trước Hoàng Mai Nhi với tỷ số là 1-2 cho các bạn. Và hy vọng sẽ có điểm luôn trước Cam Quýt cái đã. Để chúng ta sẽ nếu như sẽ có điểm trước Cam Quýt thì chúng ta sẽ bằng điểm với Hà Nội và chờ Mạnh Hào với Hoàng Mai Nhi thi đấu thôi. Tránh Hoàng Mạnh Kiều nhá. Đây, đang đi dò tìm đồ ăn đây rồi. Bài mới tạm thời chỉ có một bầy hiêu đến từ chim sẻ nắng. Chưa có nhiều đồ. Cái gì? Đi hát trườn nữa. Hát trườn là hát gì anh ơi? Sao đây có hát trườn là hát gì nhở? Em chỉ thấy đi hát thôi, hát uống bia tay vịn thôi, chứ còn hát trườn thì em chưa biết. Bài pan này đang hơi xấu nha các bạn. À đây rồi. Rồi quả phụ nữa là xong rồi đấy. Ơi, ơi, quá hay. Bầy voi đầu 4 con đến từ cái thủ chim sẻ nắng với bài cầm pan này. Và đưa voi về thôi. Bầy hiêu thì lát nữa đóng hết nhân đôi ăn cả hiêu cả vàng. 4 voi hiêu đầu để hội thủ chim sẻ. Chào anh Bùi nhá, hello anh em. Em có em ngay gần hồ Suối Hai anh ạ. Em rất gần hồ Suối Hai, em ở xã Cẩm Lĩnh Ba Vì. Vừa hát vừa trườn. Tại sao không phải là ngồi hát hay là đứng hát mà lại còn vừa hát vừa trườn là thế nào nhỉ? Rồi giải quyết đôi voi này thôi. Em đang chưa tưởng tượng ra cái cảnh mà vừa trườn trườn bò bò xong lại hát thì là như nào anh. Rồi đấu nốt voi về. Vừa bò vừa hát nữa. Đây pha đây. Thôi đi. Rồi cầu nốt đôi voi này về thôi. Bốn voi hiệu đầu đấy chim sẻ, bài hơi đáng tiếc khi không quả phụ anh em ạ. Và câu đôi voi về đến từ cái trụ chim sẻ. Hai voi đưa về đây rồi. Giải quyết đôi voi này luôn. Bài bốn voi hiệu đầu thôi anh em ơi, không phải là bài quá là binh dành cho con pan nhé. Gọi là tròn tròn đồ đấy. 19 dân thì ăn thêm bầy hiệu S nhân đôi. BB sẽ bo mặt sắp mép bản đồ từ 12 giờ xuống. Đây là chiếc BS nhân đôi đấy chim sẻ. Và bầy hiệu còn 5 con nữa ở đây. Chính ra là hiệu đầu 7 đấy. Hơi đáng tiếc khi bài này không quả phụ anh em nhỉ. Con hiệu kia bướng ấy. Rồi thêm con hiệu nữa. Rồi giải quyết thêm con hiêu này. BB thiết kế bài đấu ý đồ khung nhà đối đầu Minwan Cam Quýt. Con Minwan để chống lại với lạc đạp pan thì tất nhiên đó là những con cung A, nhưng để lên cung A trong map la đó là một lựa chọn cực kỳ mạo hiểm dành cho bất kỳ một ai đó trong cái nội dung solo random, nhất là trong nội dung solo random nữa khi không đồng đội bơm đồ. 26 dân Cam Quýt do 16% bản đồ, bài đẹp. Đây là BL, bài này sẽ vẫn sẽ kích 9. Đây là BM, lực đấy là hơi yếu trong bài đấu này và lên đời cố gắng ép gỗ để ra ruộng thôi. Không, sang 11 rồi anh em ơi, không 9 được. 9 bao nhiêu đây? Và như vậy là kích đời ở 9 phút 67. Ok, cảm ơn anh Nguyễn Minh Hoàng nha. Anh có thể inbox fanpage Maro Channel của em. Thank you anh. Số tài khoản của em thì không comment trên page sẻ được rồi. Anh inbox fanpage của em là ok luôn anh ơi. Có xe giò thì bạn phát hiện ra sẻ và đầu ăn vàng. Chúng ta sẽ kèm thêm cả cung R để chơi Cam Quýt luôn. Và chắc chắn là nếu như là bạn đánh lạc đà chúng ta có thể chơi phù. Sẻ đã chủ động lên chặt gỗ luôn rồi. Đẩy giò đi thôi. Hải ơi, hỏi thằng áo trắng. Em thì em lại ngồi tầng 3 nên không hỏi được cái anh áo trắng ở dưới đâu anh ạ. Thông cảm. Em ngồi tầng 3. Giò đẩy đi, Quýt 26 dân. Đánh thẳng cung A không nhỉ? Ra ruộng. Vẫn chưa thấy nhà Cam Quýt đâu. Tối anh chip đường phố ấy, tối em xúc kèo với anh luôn đấy. Anh xác định dần tinh thần đi là vừa. Nhớ chuẩn bị nhiều đạn với anh nhá. Không hỏi anh áo trắng là anh người quen của mấy anh trên này. Đây rồi. Một cháu. Chưa được.
có giò đến nhà. Như vậy thì chúng ta có thể kẹp phù 1P. Đủ gỗ rồi, chắc chắn là 1P. Nó dễ chơi. Ai, thôi, ôi bạn ơi, nhầm đấy. Này, này thì ngựa giò này, ăn một dân. Rồi bạn ăn một dân, chúng ta ăn một dân rồi bạn, chúng ta bắt được con giò nhá. Chắc chắn là lên đời, ra được bánh xe và ta sẽ kẹp thêm đó là những con cung R. Rồi, đứng im, đứng im. Vâng, đứng im đây, một là đều. Sắp sửa thất bại rồi đấy. Và mình đội viên đội bạn đã bảo Quýt đang bất bại, tôi báo luôn rồi đội bạn biết là Quýt sắp sửa thất bại rồi đấy. Vâng, lạc đà đẩy lên, có phù kê nhà, bo phù rồi. Ôi bạn ơi, không bánh xe thì chạy đi đâu. Mút. Tham lai đầu số là 22/24, đấy là chim sẻ, ăn được thêm dần nữa cặp Quýt. Và khả năng cao Quýt cũng sẽ có phù ở trong trận đấu này và sẻ đang chuẩn bị đóng BA. Bánh xe có rồi. Tham lai đầu số là 23, vâng, Quýt chuyển ha. Có BA đây cặp Quýt, nhà rất trống trải và chuyển cung A hai áo. Và mình nghĩ là chúng ta nên đưa phủ lên nhà cắm quýt luôn cho nó dễ. Vâng, tôi đã bảo các bạn rồi, ở trong cái map la này, trong kèo solo, đặc biệt trong kèo solo mà các bạn đánh cung A hay áo, nó là lựa chọn cực kỳ mạo hiểm nhá. Cực kỳ mạo hiểm, kể cả đánh chém chuyển cung A nó cũng rất mạo hiểm khi mà chưa ăn được nhiều lực của chim sẻ đáng như giống như cắm quýt ở trong trận đấu này. Và thêm cả phủ đẩy lên, một BA chuyển sọc đơn. Tôi chưa nhìn thấy nhà BP cắm quýt nhưng sẻ vẫn cẩn trọng khi mà có thêm BA và xin sọc đơn chứ không xin lạt đà. Đang cố gắng đi vào lực của đối phương, cung A là một áo. Con phù của sẻ đi hơi chậm. Vâng, tham lai là 26/32. BA tiếp theo nè. Đánh vào lực gỗ của đội bạn này. Rồi, chém thôi. Bắt đầu thấy to tí nè. Vâng, đó là sư tử các bạn ơi. Nào hôn nhau cái bạn ơi. Kịp không? Không kịp hôn nhau rồi. Rồi về chém chết ba sư tử này. 27/32 đến chim sẻ. Bắt đầu có những đơn vị sọc đơn kẹp cung R. Và phải nhanh chóng cơm nhà cầm kích thôi. Chúng ta mong muốn phù được lạc đà và sẻ chuyển ra sóc ngựa chém. Đối phương đang cố gắng để có thể ra những con cung A để khắc chế lại lạc đà Pan. Nhưng chúng ta sẽ có cung R và phù thủy để khắc chế lại những con cung A. Thưa các bạn, cảm ơn Nguyễn Đức Thịnh đã gửi tặng sao cho chuyển đáng nhá. Thank you anh. Đây rồi, xúc vào bãi gỗ cầm quýt luôn. Cung A vẫn đang là một áo đấy từ cầm quýt. Do bị đánh thẳng vào lực, đó là bãi ăn hoang. Bây giờ thì cầm quýt vẫn đang là cung A một áo thôi. Ở trong trận đấu này 33. Đó là tham gia hiện tại cho xe. Rồi như vậy là 3-1 dành cho Hoàng Mai Nhi rồi. Mạnh Hào đang thất thủ 3-1 trước game thủ Hoàng Mai Nhi. Chúng ta tập trung vào trận đấu này thôi, sẽ đang công phủ lên nhà của game thủ Cam Quýt. Có đánh sói Akita đang sẽ 30 sao. Phù đẩy lên, con mã đẩy lên. Nhưng con phù sẽ đi lỗi rồi. Phù được 1 cung A đội bạn. Và bắt dần là phù luôn. Căng đấy anh em ơi. Đang công chưa thực sự rát đây thì chim sẻ. Cung A chưa có nhiều. Quýt đang chưa ra mang phù ra, mang lạc đà ra thi đấu. Hào đang thất thủ 1-3 trong khoảng bài gì. Sẻ đang chuyển sang ăn nhiều gỗ để có thể chơi nhiều cung R và hỗn mã hơn. Vẫn phải đẩy phù lên anh em ơi. Vẫn phải đẩy phù lên. 38/40 rồi, đi một con đường khác. Đang tìm đường khác để cầm vào nhà cầm quýt. Chơi được không đây? Và đây cung A áo đến từ Min Hoan của Cam Quýt. Vâng, đang đảo cung R liên tục rồi, sự cơ động đến từ những con cung R của xe. Vâng, lạc đà đội bạn đang áp sát. Vâng, tham lai 43/48 thì đối thủ chim sẻ đáng với bài đấu được cầm bàn. Đang ra ruộng đây rồi và đẩy lên thôi. Phù cung A áo thì cung A Min Hoan tầm xa nó rất là bá thôi. Đang đưa cả phù lên luôn. Ở đây bãi vàng, ôi dồi, nhìn thấy bãi vàng này sớm thì phải ngon không? Đánh bãi vàng này sớm thì tươi luôn rồi. Chúc bãi vàng đội bạn đi chim sẻ. Và cố ăn lấy 3 dần. Và tên này phù lấy 2 lạc đà thì đẹp. Đỏ đây. Lạc đà của Quýt đang chạy. Một lạc đà. Đang có lạc đà thứ hai. Không, chưa phụ được con lạc đà thứ hai. Đây là thứ ba đây chim sẻ. Mặt dưới 9 giờ chúng ta bị bắt quân rồi. Chưa phụ được con lạc đà thứ hai khi phù thủy đã chết. Hôm nay là 42/56 đây chim sẻ. Lượng quân của em đang ít hơn hoặc mình gì khá nhiều. Quýt đang đánh rất cứng tay ở trong trận đấu này. Với bài cầm liên hoàn đối đầu với Pan.
Chúng ta sẽ phải đóng BC, tăng BA và lên đầu máu nữa. Xe sẽ phải lên đầu máu để chơi với Camquid. Và 44/56 đó là tham gia hiện tại dành cho game thủ chiến trận nắng ở trong trận đấu này. Chưa công được nhà Camquid trận này anh em ạ. Phù đang dắt lên, cố gắng đánh vào bãi gỗ đội bạn. Đây rồi, đạn lên trên này. Cung A của Quýt đang chưa tụ được đông nha. Xúc luôn 4A đây, chim sẻ nắng kẹp với 1BL và kẹp với nhà BP. Vâng, Quýt đang kẹp với những con lạc đà hết sức khó chịu nha. Hôm nay là 47/56, ruộng nương vẫn đang đều về. Nâng cấp cái gì đây, lên giáp với cung R để chống lại những con lạc đà. Quýt đang sắp nhiều lạc đà hơn. Sẻ đang có 4 phù thủy. Lạc đà cam Quýt đang lùa, cung R chim sẻ nắng chạy nhâm kèn. Trận đấu vẫn đang rất căng. Cung BC nhà chính đang phát triển rồi. Có rất đông lạc đà đến phía đội bạn. Sẻ đang tụ cung R, quên mất cái nhà BA trên dốc. Rất nhiều cung R trên dốc mà sẻ chưa mang đi thi đấu. Và đây là quân đối phương đang đứng ở đây. Bây giờ phải cho phù bắt được lạc đà đội bạn cơ. Đây rồi, phù làm với vài con lạc đà đến với cặp tít. Một lạc đà này, chưa được con lạc đà thứ hai. Và chú điều phù nào. Và bắn cung A. Và con lạc đà đang quá khó chịu với cung A. Tầm xa nó cao, nó bắn được phù thủy chim sẻ. Lạc đà đang khiến chim sẻ đang gặp khó. Cung R giáp 2 gỗ 2 càng thế nhờ. Tháng này là 46/68 rồi. Trận đấu này 4A đều và bắt đầu bị đẩy ngược. Lùi hết dần bãi gỗ này thôi. Và phù thủy hồi máu nhưng chưa kịp phù thì đã bị lạc đà chém chết. Thêm một phù nữa nở ra, cung A bắt đầu đẩy vào. Và chắc chắn là sẽ mới tới phù thủy chim sẻ đang bị chơi. Sau đó là cung A sẽ vào xúc cung R. Tháng này là 48/68 thì chim sẻ thêm một con phù nữa nở ra. Lạc đà cứ bắt đầu lao vào, đỏ đi. Và vậy bắt cung A bên ngoài trước, sau đó chơi lạc đà rồi. Bắt được một lạc đà đối phương, bắt được cung A bên ngoài. Thủ nhà thành công ở những thứ này. Vâng, cảm ơn nhà gửi tặng em 100k nha, thank you anh rất nhiều. 52 đó tham gia hiện tại đối thủ chim sẻ nắng. Dồn thêm quân lên thôi, chúng ta vẫn thủ được nhà nha anh em. 4A 1L đều. Kẹp với cung R. Tham Lai vẫn đang cân. Ở trong trận đấu này Tham Lai Camquid rơi tầm 4-5 sọi, tầm 5 xỉnh mới được Camquid. Sẻ vẫn đang tụ cung A đây. Camquid đang có một tơn lạc đà để đi, bị sư tử cắn chết cả một con lạc đà đấy Camquid luôn. Trận này sẻ phù hơi đen anh em ạ. Tầm xa cung A minh đoàn nó bá quá, nó với tới những con cua phù thủy chim sẻ. Camquid đang có tình huống muốn mọc máy nhà chim sẻ nắng, nhưng đây là pha vẩy bắt chết 3 lạc đà. Ok rồi, bắt được 3 lạc đà này. Vâng, mọi thứ vẫn đang còn nguyên nha anh em. Chưa có gì nó quá ghê gớm cả. Tham Lai đang cân thôi. Chất quân của bạn đang hơn chúng ta. Sẻ sẽ vẫn sẽ kẹp cùng những con phù thủy. Và 4A vắt đều. Lên. Cảm ơn anh Nguyễn Minh Hoàng đã gửi tặng em cốc trà đá nha. Thank you anh. Tham Lai cân thôi. Đi công thôi. Vâng, đang mid e và đã có tình huống đóng e mặt 6 giờ. Vâng, quýt 34 dân còn sẻ 36 dân pan. 36 dân pan đến từ game thủ chim sẻ nắng ở trong trận đấu này. Ban về 36 dân hơn Minh Hoàn 2 dân. Vâng, bắt đầu lao vào bãi vàng của đối phương. 36 dân pan đó là cái gì đó cực kỳ ghê gớm anh em ạ. Đây rồi. Vâng, bắt đầu áp lực nhà cầm Quýt. Các bạn nhìn thấy Quýt đang bị đánh từ hai mặt luôn. Một tơn từ 9 giờ vào bắn thẳng ruộng, một tơn 12 giờ cũng vào thẳng ruộng cầm Quýt luôn. Nhà rất xấu và trống trải cho cầm Quýt. Và đang có bài lạc đà kẹp cung A hai áo. Tuần này thì sẽ đang bắn đối phương và bãi vàng. Các Quýt đang bị chơi. Mặt 12 giờ Quýt đang bị xả vào. Chúng ta có con dốc. Cung đờ Panera tầm xa 7-2 giáp 4 và có đầu máu đến từ thủ chim sẻ. Nhưng cung A minh hoàn nó vẫn là cái gì đó hết sức là nguy hiểm. Ruộng của các Quýt chúng ta chưa ăn được nhiều. Đang cố gắng kéo giãn những con lạc đà đối phương ra để có thể chơi được. Và xả vào quanh ruộng này của cái thủ các Quýt. Cung A Quýt đang cố gắng đuổi cung đờ sẻ về mặt 9 giờ. Nhưng ở 12 giờ xuống thì các Quýt đang không đủ lượng quân để đỡ. Tham Lai của chim sẻ là 67 ở trong trận đấu này. Với bài đấu được cầm bàn, chúng ta bị bắt hết tân quân 12 giờ rồi. Tụ quân tiếp 4A đều. Và BA thứ 5 đã có đấy từ chim sẻ. Quýt đã bắt đầu đuối vàng. Và cung A đội bạn sẽ phải kê vàng ở trong trận đấu này. Mọi thứ vẫn đang còn nguyên. Và chúng ta vẫn cố gắng để có thể chơi đội bạn thôi. Bung nhà chính ra phát triển nhiều hơn dành cho thủ chim sẻ. Dân pan và sắp đến tầm 50 dân pan thì nó kinh khủng. Kinh khủng tổng như thế nào anh em phải hiểu ấy.
Rồi lại tiếp tục xả ruộng thôi. Thế thôi, vâng, bắn ruộng thôi đấy. Bài gỗ ngoài kia. 73 đó là tham gia hiện tại của đội chủ chim sẻ. Và chúng ta đang chơi được vào nhà nhân vật Cang Quýt ở trong trận đấu này. Mặt 12 giờ đấm vào liên tục. Những con Cung A nó sẽ không thể nào cơ động được Cung Vừa. Đội bạn vừa đưa quân từ mặt 9 giờ về để thủ ở mặt 12 giờ. Chúng ta đang xả được vào nhà đội bạn. Đây, chơi đi. Xúc. Tham lái 72 rồi chim sẻ. Bắn thôi, bắn thôi. Ruộng nương vẫn đang phát triển đều hề. Và nếu thích thì chúng ta có thể tăng dân đào vàng. Với bay nhiều dân thì để lên 4 nó chỉ cần dừng một chút thôi là có đủ được lên 4 ngay. Bởi vì dân Pan nó làm ăn rất là hiệu quả. Mạnh Hào thì tạm thời đang để thua 1-3 trong cuộc đối đầu Hoàng Mai Nhi và trận đấu thứ 4 thì xin lỗi, trận đấu thứ 5 thì Mạnh Hào được cầm pơ sẽ phải đối đầu với Seng của Hoàng Mai Nhi. Nhưng mà dường như là đang chưa đánh. Tham lai là 79-80 chim sẻ nắng rồi. Thêm một vài chiếc nhà BE nữa và vẫn đang có hai tay hai đạo cung đờ đi quấy nhà đội đoạn. Quýt đang đứng kê Cung A để ăn vàng và tăng BA. Và đã cố gắng đảo Cung A. Cang Quýt chúng ta có chém đảo trong trận đấu này. Quýt không còn sóc lạc đà nữa. Nhưng mà lượng vàng của Cang Quýt đang để có thể ra Cung A. Bởi vì lạc đà thì nó sẽ tốn khá nhiều tài nguyên vàng. Và trên dốc chúng ta xả vào Cung A đội đoạn. Đây là bãi vàng, đấy, cứ đánh bãi vàng này thôi. Đánh mấy bãi vàng này là ối rồi ôi luôn rồi. Vâng, bóp nghẹt đối phương. Bóp nát quả Quýt luôn anh em ạ. Bình thường nó bóp nát quả can này, nó bóp nát quả Quýt rồi anh em. Được rồi đấy, 84 xong rồi đấy. Nhìn thời điểm đầu nó nghe vẻ hơi ối rồi ôi, nhưng đến bây giờ thì mọi thứ nó lại quay trở lại với quỹ đạo của nó. Cang Quýt đang không ăn được vàng. Và chúng ta kêu vào bãi vàng này. Ăn vàng hộ cái bạn ơi. 90 rồi. Và có lẽ tỷ số sẽ là 4-2 nhưng với thủ chiến trận thắng ở sau trận đấu này. Vâng, ra ruộng và bò bê nhiều hơn. Đường đang rất là đều về. Kê vào bãi vàng Cang Quýt. Quýt đang phải mang Cung A kê vàng thì mặt 12 giờ lấy gì đỡ. Vâng, mang Cung A kê vàng 9 giờ thì mặt 12 giờ lấy gì đỡ hả Quýt ơi. Quýt ơi. Quýt. Vâng, 92 đó là thằng này chim sẻ đang ốp vào nhà Cang Quýt từ mặt 12 giờ là quá thốn. Và có lẽ là Cang Quýt sẽ quýt ngày sau đây rồi. Và quýt rồi, tỷ số được nâng lên là 4-2 nghiêng về cái thủ chim sẻ nắng ở trong cuộc đấu này. 4-2 cho sẻ. Và chỉ cần một chiến thắng nữa thôi thì sẽ có điểm trước cái thủ Cang Quýt. Chúng ta chờ đợi trận chung kết sớm cho Cang Quýt ngay sau đây. 4-2 cho cái thủ chim sẻ nắng. Và chờ đợi trận tiếp theo. Và chào anh em đang xem nha. Hello mọi người, hello anh em. Rất mong anh em cho xin một like, nút chia sẻ video livestream. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chúng ta đến với trận đấu tiếp theo. 4-2.